Vâng, lại là em Lợi đây. Hôm nay Bảo chuẩn bị về đây quý anh chị ơi. Chúc anh em trên kênh chống bão theo chỉ thị của chính phủ này. Cơn bão này cũng mạnh nhất thế giới nhé. Cơn bão Iagi với tiêu chí là bên em vẫn buôn xe trong mùa bão đây. Một chiếc xe hôm nay vừa mới về với chiếc hai cầu đời 2020 và phiên bản VL nhé. Đấy, mùa bão này thì cũng sẽ kính chúc mọi gia đình bình an và thuận buồm xuôi gió đấy, và chúc rằng toàn thể mọi người đều vượt qua cơn bão mạnh nhất thế giới này nhá. Đây là cái chiếc xe mà hai cầu đời 2020, số tự động hai cầu màu cam vừa mới về bên cửa hàng em Lợi nhá. Chiếc xe Nissan Navara đời 2020 giá hơn 500 triệu, số tự động hai cầu màu cam với Hà Nội một chủ tự động đấy. Bác chủ là bán cho bên em vừa mới về trong ngày hôm nay. Đấy, đây là cái phần đầu sơn của chiếc xe. Mặc dù trời mưa, gió bão bùng này. Đấy, gió rất là to đấy quý chị nhá. Nhưng mà vì yêu nghề, yêu công việc, em vẫn review cho anh em chiếc xe đẹp. Đấy, chiếc này thì cam kết cho anh em không đâm sâu tai nạn ngập nước. Các bác cứ đi check test kiểm tra thoải mái nhá. Ra đâm sâu tai nạn ngập nước là bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhá. Phiên bản máy dầu 2.5 nhập nguyên chiếc, số tự động hai cầu, máy dầu, vai thể thao này, màn hình gương này, đầy đủ hết đồ chơi rồi. Toàn bộ xe thì cực kỳ đẹp. Đấy, sơn xi là đều và đẹp nhá. Đây, toàn bộ các cái phần khung gầm Hà Nội thì anh em quá là yên tâm nhá. Đây, khung gầm Hà Nội quá đẹp luôn. Sau 2 hôm nữa hết bão thì em Lợi sẽ cho dọn vệ sinh và review lại cho quý chị nhá. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhá. Các bác nào mà có nhu cầu thì mời qua địa chỉ trải nghiệm xe nhá. Free, miễn phí nhé. Tất cả xe thì bên em Lợi bán cam kết bằng văn bản. Anh em có thể cọc hoặc là kiểm tra bất kỳ một cái đơn vị thứ hai, thứ ba. Anh em tùy thích, tùy check, và bên em bao test, bao check trong vòng 2 năm nhé. Đấy, cho anh em thoải mái, và toàn bộ xe bán tự tin về cái sản phẩm của mình. Size tặng 50 triệu cho quý chị nhé. Đấy. Cú lốp này rất là đẹp được quý chị nhé. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Đây là cái phần cánh cửa của chiếc xe này. Nội thất thì cơ bản hôm nay thì gió to nên em không dám mở hết các cửa nha. Em sẵn mở đến đâu em giữ tay quay đến đấy cho quý chị nha. Ghế lái chỉnh điện này, đồ của bác chủ đang còn để nguyên đây này. Vô lăng rất là đẹp đấy quý chị nha. Audio là 7.2 này, zin nhá. Màn hình cam hành trình đầy đủ hết, trần phào này, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ xe từ vô lăng nội thất này rất là mới nhá. Đấy, ốc khóa bản lề 4 cánh cửa là bao zin. Toàn bộ bàn đạp phanh ga này rất là mới nhá. Hộp số tự động hai cầu, đây là núm cài cầu điện của chiếc xe đây quý anh chị nhá. Màn hình này đấy, tất cả xe này tay nắm táp để cánh cửa này đấy. Keo chỉ là không phải bàn, không mất một phân gì đấy. Nội thất kế phía sau này, đồ đạc phụ tùng của xe đang còn để nguyên này, vừa mới về nhá, chưa dọn gì. Do hôm nay bão bùng nên là bên em cũng không dọn được, nên là cứ review tạm cho quý chị. Anh em nào mà thích chiếc xe bán tải hai cầu ở cái tầm tài chính hơn 500 triệu, chút thì liên hệ với em Lợi nhá. Đây, đồ phụ tùng là sàn thùng này đấy, tất cả vai thể thao này còn rất là đẹp. Đến cam lùi này đấy, hai bên ốc này sàn thùng này đấy. Bên em thì hầu như xe bán tải rất nhiều, mỗi ngày về vài xe, nhưng hôm nay bảo bùng thì về tạm là lúc 8 giờ về một cái chiếc xe này cho quý chị nhá. Đấy, tất cả cánh cửa táp lô đấy, nội thất ghế này, sau 4 tiếng nữa thì bảo về rất nhiều được quý chị nhá. Anh em nào cần chiếc xe bán tải thì quan tâm chiếc xe này nhé. Mưa gió rất to đấy quý anh chị này. Đấy, toàn bộ đèn pha mặt ca lăng nhé. Vâng, do gió to quá nên em không dám bật nắp capo, nhưng dưới cái nắp capo này là máy zin 100% 7 vạn anh em ạ. Em cũng kính chúc toàn thể anh em vượt qua cơn bão số 3 bão Iagi vào Việt Nam, và cơn bão này là cơn bão mạnh nhất thế giới. Em cũng muốn là anh em khách hàng đừng chủ quan với cơn bão này. Kính chúc các bác bình an, và kính chúc bác vượt qua cơn bão trên là an toàn và tốt đẹp nhất. Cơn gió rất to đấy quý chị nhá. Anh em nào mà
quan tâm đến kênh ô tô mua bán thì ủng hộ em Lợi nhá. Cho em Lợi một like, một lượt chia sẻ. Vì giữa mùa báo em vẫn review cho quý chị nhá, một chiếc xe đẹp. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn. Chúc mọi người an toàn, bình an.